hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa. Chương trình tri ân cộng đồng và tôn giáo Nghĩa Trang và Nhà Quàng Restland tại 13005 Greenview Avenue, Dallas, góc đường Warner Street và Greenview Avenue, chào đón anh Trần Lộc đã về cộng tác với Restland để phục vụ cộng đồng Việt Nam đang cư ngụ tại các thành phố thuộc Dallas và Collin Counties. Anh Trần Lộc là đại diện liên lạc cộng đồng, hội đoàn và các cơ sở tôn giáo của Restland. Anh là gạch nối giữa Restland và quý vị. Anh tìm hiểu những nhu cầu về hậu sự mai táng hoặc hỏa táng để có thể giúp đỡ quý cơ sở thiết thực và hoàn hảo hơn. Restland tri ân cộng đồng Việt Nam đã chọn chúng tôi suốt 3 thập niên qua và xin đóng góp tang lễ và mai táng miễn phí cho quý vị quản nhiệm tôn giáo và thành viên qua đời mà không có tiền chôn cất. Xin liên lạc anh Trần Lộc 972-272-4898.